Mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là bản tin liên quan đến Đảng Dân Chủ đã cảnh báo cơ quan kho bạc quốc gia vì lo ngại Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Và cái điều này là phải khen nè, đúng là chúng ta chưa kịp nghĩ đến cái điều này. Có thể họ sử dụng Bitcoin, có thể họ sử dụng bằng cách các trao đổi đồng tiền điện tử để mà lắp và lên những cái lệnh trừng phạt. Tại vì lệnh trừng phạt này nó ảnh hưởng đến các kho bạc, đã ảnh hưởng đến những cái ngân hàng trực tiếp của chính phủ Nga, chứ không hề liên quan đến cách mà họ dùng cái trao đổi tiền Bitcoin, tiền điện tử để mà có thể quy ra tiền mặt sau đó thì chúng ta chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ thực sự Đảng Dân Chủ đã thúc giục Bộ Tài chính cung cấp các thông tin xung quanh kế hoạch thực thi các lệnh trừng phạt liên quan đến ngành tiền điện tử luôn, khi họ lo ngại về việc liệu Nga có thể sử dụng kỹ thuật để mà có thể vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách đối phó với điều này, sử dụng tiền điện tử để lách luật. Và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Massachusetts, cũng như Chủ tịch Ủy ban tuần tình báo của Thượng viện là ông Mark Warner thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Virginia, cũng như là Chủ tịch các vấn đề về đô thị, nhà ở và ngân hàng Thượng viện là ông Sherrod Brown thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Ohio, và Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Thượng viện ông Jack Reed cũng đã đưa ra những trích dẫn và gửi một lá thư đến yêu cầu cho cơ quan thực thi của ngân hàng quốc gia, kho bạc quốc gia để mà nhanh chóng tìm hiểu, đưa ra những cái bản gọi là tìm kết luận liệu rằng Nga có thể sử dụng các biện pháp đó hay không. Và nhóm này sau đó sẽ phải phân tích, đánh giá các lệnh trừng phạt của năm 2021 của các cơ quan này và báo cáo có thể cảnh báo về những tài sản kỹ thuật số và thanh toán bằng Bitcoin như vậy. Liệu rằng chúng ta sẽ làm cách nào để ngăn chặn Nga sử dụng cái cách thức này? Ở đây cũng là một trong những điều mà cần nghĩ đến, vì chúng ta thấy rằng là một khi gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khi mà chúng ta trừng phạt Nga, Nga cũng sẽ tìm mọi cách để lách cái sự trừng phạt này. Đây cũng là một cái điều cần nên nghiên cứu, và các nhà lập pháp cũng đang đặt những câu hỏi cụ thể để mà chúng ta có thể ghi nhận được cách mà những đồng tiền ảo gọi là công nghiệp tiền ảo đang quốc như thế nào, và Nga liệu rằng có thể gọi là sử dụng nó như một quân bài ra sao.